Các tân binh tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong buổi tập vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh Lê Văn Đô, Văn Đạt hay tiền đạo Hồ Thanh Minh, thủ môn Quan Văn Chuẩn cũng đã góp mặt và tích cực tập luyện cùng các đàn anh. Dù mới chỉ thi đấu ở cấp độ U23, thế nhưng tất cả đều cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng và hoàn thành tốt những giáo án đề ra. Trong khi đó, những nhân tố quen thuộc đều đã lấy lại thể trạng tốt nhất. Đặc biệt phải kể tới là trung vệ Đình Trọng, người đã để lại rất nhiều dấu ấn dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại với phong độ tốt nhất. Đến hiện nay thì em có thể tập luyện bình thường với đội và hoàn toàn bình phục rồi ạ. Cái băng này thì nó cũng chỉ là bổ trợ cho an toàn hơn thôi, còn đâu cái vấn đề chấn thương của em thì cũng đã hồi phục 100% rồi ạ. Ít ngày qua, đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của đội tuyển Nhật Bản và đã rèn luyện nhiều phương án khác nhau nhằm khắc chế sức mạnh của đối thủ. Ngoài ra, tâm lý thoải mái cũng có thể là chìa khóa để Nhạc Cầm Quân người Hàn Quốc cùng các học trò tự tin hướng đến mục tiêu giành ít nhất một điểm. Nhật Bản cũng là một đội phải đương đầu với nhiều cái truyền thông chỉ trích nhiều hơn, nên là em nghĩ là đó cũng là một cái mặt lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam hiện tại có không ít cầu thủ từng gây khó khăn cho đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2019, và đó sẽ là điểm tựa tâm lý để toàn đội thêm quyết tâm mang tới niềm vui cho người hâm mộ trên sân nhà.